Rồi chào anh em nha, anh em cộng đồng chơi dòng xe quay rim thấy món hàng này khoái khoái thì cứ alo em nha anh em ơi. Mình mới về thêm cái mẫu Boe quay 110 đa dăng dòng qua dòng 110S nha anh em ơi. Đây, anh em dòng quay 110S nè. Rất là độc, đẹp và ngầu nha anh em. Đây là Boe 110 đa dăng nha. Anh em thấy không? Ở đây nè. Nó làm khúc này hình giọt nước để tích nhớt chỗ này và bị xả ống nước này kia. Rất là đẹp. Và cái Boe này thì vẫn tích hợp cho mình là cái khoảng trống này nè, dành cho những anh em nào mà xài bình xăng mà đít gài nè, bình bông mai Nova LS ga dẹp đó, là không cần phải móc Boe luôn nha anh em. Đó, bữa trước là mình về cái mẫu đó gọi là bình Boe đa dăng 110, còn cái mẫu này gọi là đa dăng 110S nha anh em. Đó, 110S đó, cái mẫu này siêu đẹp luôn nha. Đó, lên xe là rất là đẹp form này ha. Rồi, Boe này mình vẫn bán đồng giá là 280.000 một cái nha anh em. Đó, Boe đa dăng nha, hàng zin chính hãng nha anh em, xài bao phơi nha. Trong đây là nó đầy đủ lưới lọc đồ hết nha anh em, chứ không phải là mấy cái Boe mà tàu lao mới lao về chợ. Đây mình lên cho anh em hai cái cho anh em dễ hình dung nè. Nói chung là hai cái này nó cũng giống nhau, cái này là Boe quay 110 đa dăng, còn này là Boe quay 110S đa dăng. Đó, nói chung là nó form là giống nhau nha anh em, form giống nhau. Đó, xài cho quay rim là anh em cứ về là lên xe thôi, xài cho quay rim. Nó chỉ khác chỗ này là nó làm ở đây, phần bên đây nó hình giọt nước kéo dài xuống. Đó, thì Boe này mình vẫn bán song song hai cái nha anh em. Rồi anh em mua thì cứ alo em là Quốc Thắng, còn Boe quay 110 đa dăng hay không là cái này 280.000. Quốc Thắng còn cái Boe quay 110S đa dăng hay không, còn cái này luôn nha anh em, cũng 280.000. Đó, mình luôn tìm kiếm những cái sản phẩm mới mà ok đẹp cho thị trường Việt Nam mình nha anh em. Đó, hôm nay thì mình về trước thì mình bán trước thôi nha anh em, chứ vài bữa thì chén cơm mà. Cái chén cơm này thì ở này là cái đồ hãng nó sản xuất nhiều lắm, ai cũng mua được hết. Mình mua được về trước thì mình bán trước, thì cái giá thì mình bán cứ là 280, thì anh em về sau anh em muốn bán như anh em bán ha. Đó, trong cái chén cái Boe này mình có về trước đầu tiên thì giờ trên thị trường cũng có nhiều anh em về thấy mình về bán ngon, cũng về bán phục vụ anh em thì cũng bình thường anh em, không có vấn đề gì hết nha. Rồi, anh em cần Boe quay 110 đa dăng thì cứ alo em nha. Boe quay 110 đa dăng xài được cho tất cả các dòng xe nha anh em. Có nghĩa là cái này á, là mình nói là người ta làm đây là không phải là để xài bình đít gài đâu, nhưng mà cái mẫu form này là người ta làm vậy. Còn về Việt Nam mình, anh em hay xài bình đít gài, bình bông mai Nova LS này kia là phải móc này kia, còn này là không móc nha. Đó, nó làm vô sẵn đầy đủ hết như hình nha anh em. Ở đây là có những cái chỗ để gắn ống thông hơi máy nè, hoặc là những cái chỗ để gắn cái lọc trong cái bình xăng con anh em, cái chỗ cái lọc gió găng ti bình xăng con á. Rồi anh em cần alo mình nha.